Dạ, kính chào cô chú anh chị đã trở lại với kênh nha. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ đến cô chú anh chị, mình có một số fan, một số khán giả đến từ Bình Định nha. Chị lên đây để thắp nhang cầu nguyện cho cậu Nam phù hộ cho. Không biết ở đây thì không biết, thì cứ đi hỏi thêm dạ, hỏi thăm nhà hả, hỏi thêm cái mộ, cái nghĩa trang đấy hả? Dạ chị, đi có bị lạc không chị? Không có lạc mà chơi à. Hỏi là chị đến từ Quy Nhơn, Bình Định. Dạ, chị vô lâu chưa? Vô bữa thứ hai. Bữa thứ hai này, hôm nay thì thứ ba, hai ngày rồi. Thì hai ngày rồi thì chị vô, chị ở nhà người quen khám bệnh, rồi khám bệnh xong chị mới xuống đây đốt nhang cầu nguyện cho cậu Năm phù hộ cho bé bớt cái chân dạ. Chân của chị phải không, chân của chị dạ. Rồi chị đốt nhang chưa? Rồi chị cũng gian giái cũng xin cầu Năm rồi ha. Rồi em nghĩ rằng thì chắc chắn những cái lời mà chị cầu nguyện xin cậu Năm thì chắc chắn chị sẽ được ạ. Dạ, xin cậu Năm phù hộ cho con bớt chân. Dạ chị dạ. Chị đau nhất cái chân hả? Dạ, nó nhất cái chân. Dạ, chị vô đây với ai vậy? Em đi với cái mẹ con em. Đây là con chị hả? Con nhiêu tuổi rồi? Con 6 tuổi. 6 tuổi. Hồi nãy con có thắp hương cho ông Năm không? Con kêu kêu cái ông trong đó bằng gì? Ông Năm, đó thì ông Năm. Để con nhỏ mình còn kêu ông Năm đó, thấy chưa? Con quý luôn. 6 tuổi rồi. Con 6 tuổi là con học lớp mấy? Lớp 2 luôn rồi. 1. 6 tuổi học lớp 2 luôn. Khoa dữ. Dạ. Lên lớp 2. Dạ. Chuẩn bị lên lớp 2 đúng không? Vậy chị là được mấy đứa rồi, mấy cháu? Dạ 2 cháu. Chị 2 cháu, cháu này là cháu nhỏ. Cháu lớn năm nay nhiêu tuổi rồi chị hả? Cháu nhỏ cháu lớn 25 tuổi rồi. Dạ. Chị cho em hỏi một chị đam mê giọng hát của cậu Năm Vũ Linh. Dạ. Lâu chưa chị? Còn lâu anh. Dạ. Thì em cũng quá bất ngờ khi mà biết được những cô chú anh chị và những người hâm mộ cũng rất nhiều là người miền Trung, chẳng hạn như Bình Định, Quy Nhơn, Quảng Ngãi, Phan Thiết, tất cả miền Trung. Thì mình nghĩ rằng thì những cô chú anh chị miền Trung ít khi nào mà đam mê cải lương, nhưng mà không ngờ thì mình phát hiện được khi mà đến mộ Vũ Linh thì cũng đa số những cô chú anh chị là người miền Trung, thì cũng rất là kính nể mấy cô ạ. Như chị vậy rồi chị có biết ấn tượng nhất là vở diễn nào hay là cái tuồng nào của cậu Năm Vũ Linh đóng không ạ? Con em đóng, em nhớ cậu Linh đóng 90 cái giờ. Cái chỗ tôi ăn là bỏ qua tâm hình luôn. Coi rồi anh đó là điều gì hay ép hết. Dạ. Nhưng mà coi giờ quá nó. Dạ. Như vậy thì chị đam mê cải lương, chị có ca được khúc nào không? Dạ không. Đam mê thôi chứ không ca được khúc nào hết ha. Dạ rồi thì em cũng cảm ơn chị đã đến thắp hương cho cậu Năm và chia sẻ. Thì em cũng chúc chị mau lành chân nha. Dạ rồi xin nha. Dạ rồi xin chào. Dạ xin chào chị. Dạ dạ. Bữa nay là bứng cây bồ đề đó rồi. Đó, thành ra bây giờ thằng tội nghiệp Vũ Linh dữ lắm. Còn ví dụ như thoại miêu, thoại mỹ là này kia đó, là cũng như là dựa cái cây cổ thụ đó để mà vươn lên đó, Vũ Linh rồi đó. Vì là cũng có mấy lời nhắn gửi với Vũ Linh gắn bó lên để nữa tiếp theo con đường của Vũ Linh mà được như vậy đó là vì rất mừng. Cũng vì cũng ở xa nhưng cũng phải cố mà tới đây để thăm viếng một lần, chứ hồi đó tới giờ cứ tới thành phố lên tính lại nhà thăm cái cũng có chuyện này chuyện kia đó, con mắc đi làm mà không có chở gì đi được, vì cũng buồn lắm, nói đi thăm mấy lần không được. Còn bây giờ lần này vì đi tới đây thì mấy cháu quay gì lên Facebook đó thì gì cũng nhắn gửi lại giữ mấy em ở lại đó, gắng cố gắng lên để làm sao mà không giống Vũ Linh được 100%, nhưng giống 50-30% gì cũng được. Con chỉ giống 10 thôi con. Cũng như đó, bây giờ chị là vì thấy gì cổ Vũ là gì quan hinh nhất đó, hay là thằng Chí Thanh hay gì đó đem bàn thờ Vũ Linh về thờ
đốt nhang cúng hen rồi á là tụng niệm rồi này kia vì quan hinh quá trời, cái đó là cái tốt đó. Sao những cái người ha, cái người mà người ta làm tốt thì mà không biết làm theo, mà để mới cái đọt ở đây mà tranh giành đạt lợi rồi làm tùm lum hết cho gia đình xà xáo rất là buồn. Nói gì có nhiêu thôi. Dạ. Thì tới đây gì mong hỏi là nói được nhiều để nhắn gửi lại với mấy em á. Dạ. Sau này nó cũng như Vũ Lưng hay là Thổi Mỹ rồi đó, cũng như hồi đó đám cưới con gì đó là con của gì á, nó tính mời Vũ Linh nhưng mà Vũ Linh không có đi được, mắc xô đâu đó, thành ra Thổi Mỹ rồi Trọng Phúc rồi Ngọc Đợi rồi đó có đi. Dạ. Dạ thưa cô, cho con hỏi nếu mà con cô đám cưới mà mời được những ngôi sao cải lương nổi tiếng, những ông hoàng cải lương nổi tiếng như vậy, chắc con cô cũng phải người chắc cũng có tiếng trên nền âm nhạc ha. Trời ơi, thì mình cũng mê cải lương rồi mình. Yeah. Yêu thích mấy em mấy cháu thì giờ nói chung á, nếu như Vũ Linh á mà yeah, nó đóng tuồng cải lương bây giờ đóng với ai gì cũng thích hết. Yeah. Chứ không phải riêng gì đóng hoặc với người này người kia, ví dụ yeah, đóng với ai là cũng tốt thôi. Vũ Linh Tam mặc dù nó đóng nó lấy vợ Vũ Linh không à, nhưng yeah, mà gì cũng cái đó là tốt lắm, đâu dạ, có ai mà phải là người diễn, làm được vậy dạ, đâu. Cái đó là diễn thôi. Dạ, cái đó là vở kịch. Không? Dạ, còn ngoài diễn đời á thì dạ, là rồi chỉ có cái vai đó là chỉ có Linh Tam đóng được thôi chứ ai dạ, đóng được. Dạ. Đó, thành ra mình cũng cổ vũ thôi. Dạ. 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 Cô thì đây, cô ủng hộ Hồng Loan hay là ai cô? Không, hồi trước đó là cô thấy Hồng Loan mặt ngoài sáng ngời, tướng giá, tướng tá là ngon lành phải không? Dạ. Cậu có nói dìu dắt lên con đường này đáng lý gì đi để cho nó sáng đi. Hồng Loan. Ừ, không, Hồng Loan á là chính Hồng Loan nó ra nó nói là từ lâu tới giờ Vũ Linh chưa có nói nó một tiếng con nuôi hay con ruột. Dạ. Ví dụ như con nuôi làm sao Vũ Linh nói được, cũng không có nói con nuôi con ruột, nhưng mà con nào cũng con của người ta rồi thì có để hồi sau nhà nước giải quyết chứ làm sao giờ. Còn Hồng Phượng á thì quậy cậu nó thì chắc chắn là chịu, nó chịu lỗi 100% rồi, không có còn. Từ đây sắp tới ví dụ như á mà bắt được cái clip của Hồng Phượng ha là gì gạt bỏ liền, nó ghét chuyện như gì cũng chịu chân. Chứ hồi đó là trong để gạt thấy để coi hình dáng ca đồ cũng hay ha lắm, nhưng mà từ đây sắp tới gì gặp á là gì gạt bỏ gì không coi. Yeah. Là tại vì nó không có đạo đức con người. Yeah. Đó, nếu như có đạo đức á như Vũ Linh vậy đó ha thì không bao giờ mà để cho gia đình xà xáo gì đâu. Yeah. Vũ Linh con người sống thì rất là đạo đức. Cái này mình gọi là tẩy chay đó cô ha. Dạ. Tẩy chay. Hỏi câu là ví dụ như là nếu mà Hồng Loan là con Vũ Linh thì tại sao Vũ Linh lại không nói từ đầu là con ruột mình? Ngày xưa tới giờ là không có công nhận điều đó là không. Như thì cái đó cô cũng không có biết. Nhưng cô từ lâu tới giờ đó cô chỉ biết Vũ Linh đó là theo lời của bà Ngọc Quyền đó, bà gì? Bà Diệu Huyền. Nói là chỉ có một thằng con trai 5 tuổi bị bệnh chết thôi, nhưng còn đứa con sau này là Vũ Linh không công bố lên nói là con ruột hay là con gì hết, chỉ nói con Hồng Loan là con thôi. Nhưng mà hồi cái lúc ảnh về á, lúc năm mấy gần mấy tháng tuổi đó, có hình như là có 15 ngày tuổi hay là 1 tháng gửi gì đó là đem về cho Hồng Nhung nuôi. Cho Hồng Nhung biết mà, biết gốc gác con nhỏ này là con ruột hay con nuôi gì Hồng Nhung biết hết. Tự vì Hồng Nhung nuôi mà Vũ Linh bảnh gì cho Hồng Nhung, Hồng gửi Hồng Nhung nặng mà đi diễn đồ đó chứ đâu nhà giữ con được ngày đâu. Xưa là Hồng Nhung nuôi Phượng he cô. Dạ. Yeah. Hồng Loan. À, Hồng Loan chứ. Lúc đó là con Hồng Nhung nó có bầu con Hồng Loan. À. Đó. Đó con Hồng Phượng có bầu con Hồng Phượng. Yeah. Đó rồi mấy đem về vậy chứ lộn chứ không lộn thì được. Bỏ hỏi ông nào nè. Dạ. Vũ Linh chết mà cứ nói như ông gì ông gì nè. Ông gì mà hài đó. Ông nói lộn hoài đó, ông nói trời xin lỗi nha lộn rồi. Hoài Linh. Cứ nói hoài câu đó à. Cô ơi, cô như cô theo dõi thì cô thấy Vũ Luân có khả năng là sẽ giống như là cha mình được. Chắc cũng rồi, nếu mà cỡ 50% mà người con ơi làm sao mà giống được. Cậu Năm đã như cũ đó, Vũ Luân như cũ rồi. Ừ. Không có khả năng là con của con Năm được. Không, chỉ là về phát triển sự nghiệp. Ừ, chứ con đâu có phải con ruột đâu, chỉ con nuôi thôi. Hôm qua trên nhà mất camera theo cô, ai lấy cô? Ở đâu? Trên nhà cậu á, mất camera theo cô là ai lấy? Người nào lấy được? Cái đó vậy là cô không biết. Không phải mày. Dạ thưa cô cho con biết là cô đến từ đâu lần à? Cho cô ở Định Quán. Dạ cô ở Định Quán Đồng Nai. Thì cũng vì quá bức xúc. Dạ và cô tới đây. Hả?
đá ba chồng thì cô qua đá ba chồng luôn à, cô ở 125 nặng. Nhưng mà nói 125 mà sợ mấy cháu không biết nói định quán là tiếng tâm rồi đó giờ biết. À cô ơi, theo như cô nghĩ thì bây giờ gia đình của Hồng Loan mình nên phải làm sao cô? Thì giờ cô cũng nghe nói là để cho công an dằn xếp gì đó. Cái chuyện quá khứ là mình cũng không có hiểu được. Dằn xếp thì nó căng thẳng quá. Mình phải dùng tình cảm trong gia đình đó cô. Theo mình nếu phải như đó, theo mà gì đó hen, với Hồng Nhung với Hồng Phượng á, là dầu cho cái gì có sắm sửa cái gì hay là gì có làm gì cũng phải để cho lắng dịu xuống 1-2 năm, chứ không phải mà làm ạch đuổi liền bây giờ sắm xe sắm cổ mua này mua kia đó là liền bây giờ thì thấy cái chuyện đó là ở ngoài xã hội á người ta bàn luận dữ lắm luôn, nói người ta đâu có đồng ý cái chuyện đó đâu, tại vì Vũ Linh mới chết mà cái người này á không phải là người phàm mắc thịt đâu, người này là cũng có gì cõi trên nha đó chứ không phải ấy đâu. Nè cậu Năm hả cô? Cô đến đây là lần thứ mấy rồi cô? Chợ mới tới lần đầu tiên, mấy lần trước đông quá cô đâu có đi được. Dạ, dạ thưa với cô mà. Nhưng khi... mà coi trực tiếp đấy hen, là không bỏ ngày nào hết trơn. Dạ. Nó không bỏ ngày nào, không bỏ giờ nào, ai từ đâu tới đâu là biết hết trơn luôn. Từ đám ma cho tới 49 ngày rồi tới 51, 52 ngày coi tới luôn sao sao hết vậy đó. Dạ thưa với cô mà đây nè giờ cô nói chỉ vấn đề này đi. Từ hồi xưa tới giờ năm nay cô 77 tuổi chưa có thấy cái đám tang nào giống cái đám tang này. Ví dụ như đám tang đông đảo chỉ là có Thanh Nga thôi. Đó là đông nhất thôi. Với đám tang này rồi với gì Lê Công Tướng Anh nha. Đó rồi. Là chỉ có ba đám này thôi. Nhưng mà đám tang Vũ Linh này ví dụ như hả quyệt chôn xuống rồi nhà ai nấy về chứ đâu có phải mỗi ngày mà lợi tới đây là bữa nay gần 2 tháng rồi hả? 3 tháng. Dạ 3 tháng. Rồi 3 tháng rồi đó. Mà khách hứa là tối này cô dự định là bữa nay ha, cô kêu con cháu rẽ máy theo nè, kêu quay cho cô chứ cô tính là không có còn ai nữa tại vì quá ngày lâu quá rồi. Đó nhưng mà mình cũng phải đi tới một lần. Chứ để mình thương quá mà giờ mình không tới thì mình cũng vô tâm quá đi. Phải có tâm chút. Nhưng mà không ngờ đến đây quá đông nè, cô nói tới vậy nè, cái năm 90 mà Vũ Linh đi thi nghĩa là bức côn đồ đại diệt là đêm đó là lãnh Trần Hữu Trang đấy em. Dạ, cô rồi. Từng thơ dám bao xe đi xuống lên trên Hồ Kỳ Hòa đó là cô coi đêm đó đó nhà hát Hòa Bình đó. Vũ Linh nè lãnh được huy chương vàng ôm vậy nè. Dạ. Khóc gấm gút luôn. Dạ. Ước gì mẹ còn sống mẹ rất là mừng. Dạ. Mẹ chết rồi mẹ hồi đó chưa có biết uống cái tóc, chưa có biết mặc cái áo kiểu, chỉ mặc đồ hòa ba không à mà mẹ Vũ Linh á. Dạ. Thì cái đó là lời là Vũ Linh kể nghe chứ mình đúng không rồi, biết. Dạ. Thì cô từ Định Quán, Định Quán là còn về chú 125. Bảy thì cô nghĩ như thế nào cô? Ai? Chú Bảy bánh xèo. Chú Bảy thì giờ số phận của chú vậy chú phải chịu thôi chứ làm sao giờ. Chú hồi đó Vũ Linh cũng đưa lên dữ lắm chứ, đi hát buồn nào cũng có kèm em mình theo hết trơn á, nhưng mà giờ không đạt được thì cũng phải gắng chịu thôi. Cũng ăn chơi nhiều quá bây giờ nói chung á là 7-6 gì cũng là coi cũng như là cô Hồng Nhung này đấy hen. Là hại chú Vũ Linh đấy hăng, là bán 5 căn già, cái ngàn cái vàng rồi còn gì nữa. Rồi cái chú Bảy này thì cái biệt thự bán nó cũng ngàn cái vàng nữa. Thì cái đó là Vũ Linh kể em nghe thôi ngang chứ rồi còn. Nhưng mà hồi cái lúc mày cô đi coi thi Trần Hữu Trang đấy hăng, đâu có máy móc gì đâu mà quay, đâu có điện thoại điện gì đâu, không có gì hết trơn á. Thành ra mình coi rồi mình về thôi. Vậy cô có nghĩ là cậu Năm Vũ Linh là nói giỡn chơi không cô? Không, nói thiệt không, không có nói cái nào nói chơi hết. Người ta sống thiệt nè, không biết lên Facebook nè, có điện thoại đâu, có không có biết quẹt cái gì hết trơn. Vũ Linh từ hồi đó giờ sống rất là giản dị, cô theo từ giờ từ phút luôn à. Rồi thì cũng tụi con cảm ơn cô đã rồi. Đến đây và chia sẻ những cô cũng cảm ơn lòng nhất. Dạ. Rồi. Rồi. Cảm ơn nhiều. Dạ. Cảm ơn chúc cô mạnh khỏe. Dạ. Chúc cô mạnh khỏe hả. Cảm ơn mấy cháu đã làm ăn thành công hết trơn nha. Dạ rồi, cảm ơn cô ạ. Dạ.